tỉ mỉ. Thì hôm rồi chúng tôi giao dịch rồi, nhưng mà hôm nay anh em Nga Sơn chúng tôi nên lấy tác phẩm nhá. Để tác phẩm này sẽ đưa về Nga Sơn. Đó. Bán cây nhưng mà không được cầm, nhiều lúc là phải lại còn đi chỗ khác. Đấy. Lỗ tanh bành này nhá anh em nhá. Để một tác phẩm đẹp như thế. Đúng rồi. Đi anh đang đào VC. Lúc đấy biết đi luôn bọn em luôn, bọn em đi gieo hiệu bảy chỗ. Các anh đang đếm tiền bên trong nhá, hơi nặng đấy nha anh em nhá. Thì mình sẽ quay qua một số tác phẩm của gian hàng này vì rất nhiều tác phẩm đẹp. Tác phẩm này như tối qua livestream đúng không? Tác phẩm đây này. Tối qua thấy như giống giống lắm, thấy ta này livestream lên. Rồi rồi rồi. Anh em xem kỹ này tác phẩm nhá, một trong những tác phẩm mà anh em chúng tôi vừa giao dịch xong thì đã chính thức thuộc về anh Tuấn Nga Sơn rồi nhá anh em nhá. Thì với một cái tác phẩm mà già như thế này cũng xứng đáng nữa. Rất là hầm hố đó, vạch nóng vén nhỉ, nóng chung là trên thì nó nhỏ rồi đúng không? Dạ. Quá hay đúng không, làm bóng hơn thì sau này cho thằng này đi cho tay bốn về đường này để cho mặt tiền đường này thì đẹp hơn. Mặt này... tiền mặt tiền đá thì đường này đâm ra là nó xấu. Con này nhìn được cái cốt thì cốt nó khổ lắm rồi. Dạ. Đúng không? Ví dụ lấy tay bên này thì cái đá bên này xong rồi làm tay bên bốn bên này, đất bên này bắt buộc mai phải chuyển sang ngọn này cho nó lẳng cái đi chứ. Ừ. Nó hơi lẳng đấy. Ừ. Nên được cái này giật một thang giật cái tầm này cho nữa là sẽ ngon hơn. Đâu, đoạn nào? Đây, đây phải lui đẩy thằng này này, nó phải to bằng thằng này. Đúng rồi. Thì lúc mình giật là học. Thực ra cây này bây giờ phải nuôi sọt này, đúng không? Con này thằng ấy giật chứ, đừng bỏ. Cái cây này thực ra nó đang ở cái đôn thấp, cái cây này mà chơi đôn cao hẳn lên đấy. Để chú mà ngắm một tầm này thì cái tay nó không phải tay chọc mặt đâu. Đúng không? Nó không phải chọc mặt là ý là. Đúng rồi, nói như ông ấy là đúng, cái đôn này hơi thấp, hơi nhìn thấp. Thì có khả năng mình nghĩ là nó che cái bộ trên nhưng mà không phải. Do là đôn thấp mình nhìn cái đôn nó đang thấp. Lúc chú ngắm lên đây là chú nhìn là hai cái tòa này là nó thấp hơn đúng không? Là cái tòa từ đây lên đấy. Mình dễ này là nó cao đây hơn. Đây là những ý kiến rất là xong nhá anh. Thì xong nhá. Đang tham khảo một số ý kiến để xem này. Xem vào luôn nhá. Xem vào luôn anh nhá. Ừ, cho luôn là cái. Là thành cây. À anh Tiến mới hiểu ở đây luôn, đây là đến chiều tối nên ta mà gọi luôn hả? Và em nhà đang làm gì đây? Anh em đang hội ngộ một buổi tí cho khi tối. Rồi. À không thì nhà nghiên cứu rồi. Nghiên cứu luôn là nghiên cứu ở nhà rồi. Cái này là cũng có mặt đây không? Các bạn là phải mang tiền lên thì chứ còn không có mang tiền thì phản phẩm anh chả cần phải lên đâu. Ăn uống xong rồi về. Đúng. Ừ. Đúng không nhá. Chuẩn. Đúng rồi. Chuẩn đét. Ô bí chì ăn ngon lắm không ạ? Không đừng có đùa. Cái gì cái này thì còn nhất nhá. Thằng Hoạt nó dẫn đi ăn cái cơm gì trong kia nhá, còn tuyệt vời nữa. Ngồi yên trên tầng 2 lạnh, phòng lạnh. À, anh Hiệu anh có ý định bê thì anh cứ thương lượng giá đi vì xe rất rộng, xe này rộng quá. Vâng, tôi chưa đủ tuổi anh Trung ạ. À vâng, anh Hiệu anh nói chưa đủ tuổi là các bạn biết được cái vườn cây của anh như nào mà anh dám bắt một câu chưa đủ tuổi nhá.
Kênh bonsai chính hiệu thì cũng rất phong phú rồi anh em ạ, mà là hot, đang hot trên YouTube nhé, thì anh em cũng vào tham khảo và xem rất nhiều tác phẩm vườn cây của anh Hiệu nhé. Đặc biệt là anh Hiệu có những tác phẩm mà chỉ có anh mới có thôi thì các bạn là anh Trung hơi nổ đấy. Anh gọi là anh em là cứ bảo nổ với nhau là sao? Vì vào mà, anh Hiệu anh đam mê thôi anh em nhá. Hôm rồi hôm qua cái anh ở Hoàng Hóa anh nói là chưa thấy Trung bonsai vườn cây Trung bonsai quay thế nào, và đúng là vườn em nó ngại quá. Em là đam mê thôi nhưng mà không có sự đầu tư cao được. Vâng, quan trọng là đam mê là được rồi. Nha. Quá chất đi. Cầm về chơi vợ này. Sao cơ? Bây giờ anh cũng bỏ như vậy rồi. Sếp ơi, cái sếp này đang cái sếp kia hỏi cái gì? Bên nào anh ạ? Chắc bên kia không? Một trong những cây sung nhá. Này cũng nhiều điểm chơi. Mẫu đơn. Anh Hoạt Lê, một trong những người yêu mẫu đơn nhá, đang có một con xe tấn mấy, tấn rưỡi này đang là mở thùng nhá. Thì tác phẩm này sẽ chuyển về Nga Sơn. Đấy anh em nhá. Cứ để canh thở thôi anh ạ. Không phải bỏ gì hết nhá. Táp vào gần đây. Đây, các bác lấy cho lên này, cho chậu xin cho. Thôi. Con này bao nhiêu tiền? Một mình đô đầu rồi anh nhá. Từ từ tí. Đây nhá. Các anh đang đưa lên xe rồi. Từ từ xuống nào. Xuống vào. Đặt hẳn lên cái con đòn đấy. Ôi, cành trên nó hơi cao kìa, có phải cắt không? Không chợ đâu. Đặt hẳn lên đòn đấy. Rồi, thôi bung loạn vào. Từ từ thả tay đấy. Rồi nhá, tác phẩm đã chính thức đưa lên xe rồi nhá. Tác phẩm này chiều tối này sẽ về Nga Sơn thôi. Không, bỏ nữa mà, đang còn bỏ nữa mà. Đang bỏ cây ông hồng nữa nhá, không? Cây ông hồng nữa. Ông hồng còn cây nữa không? Đang đây đẩy vào cái đấy, còn cây ông hồng. Cây đẻo mà. Mới mua à? Mua hôm trước thì. À, mua hôm nọ đang còn à? Thôi bạn ứng được rồi. Cái kia để đâu nữa mà. Xoay nhá. Hai bên đấy đây. Ui. Sơn rộng à? Sơn rộng được. Ok, vậy thôi, về nhà là ổn rồi. Được rồi, được rồi. Rất cảm ơn. Không, anh hỏi cái con bé. Đây nào, áo đen quen thế. Ông xem giá thì em tôi mua không? Đấy, chỉ nói một lời thôi. Ôi, đừng quay nữa. Lối linh tinh. Đứng trên màn hình người ta phải đừng quay. Trốn đi chứ. Nha, đây là một trong những người rất quen thuộc trên kênh Trung Bonsai rồi. Anh nghĩ anh đang ngạ thẹn nhá. Chắc là tối qua đi ngủ ở trên này nên là muỗi cắn.
một cái phôi to như này hôm qua cánh đục đẽo thì tôi không kịp ghi lại nhá. Hôm nay ghi lại cho anh em xem. Đó. Cành đấy có thể cũng làm cây rồi đấy. Anh em xem có nhặt được cái cành nào thì về để còn cấy cây. Ô cục nha. Anh xin cho anh nhỉ. Ô anh ấy thoải mái, hỏi người em kia đi. Kiếm mấy cành về một cây. Anh phải lấy cái cây đấy, cây. Chứ nó có sống nổi không chứ còn. Đây Nam Điền đấy chứ không nhỉ? Nam Điền đấy. Về những cái cành Nam Điền nó rất là già anh em ạ. Nên là à không, ở trên quán còn đó, như nhà cho hết rồi. Không thì hỏi cái phôi này bao nhiêu tiền? Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc triển lãm nha anh em nhá. Một trong những tác phẩm xanh sau này tạo thành cây xanh dáng nàng rất là đẹp để đời nè. Bệ thì không phải chê được rồi. Anh em có thể tham khảo giá nhá, 75 triệu thôi. Để cho anh em nào thực sự đam mê tác phẩm này phôi như thế này thì chiều ngang của bệ là 1m2. Hơn chứ. Hơn nhiều. Anh em mà đam mê thì ghé về. Đấy. Cao 1m7 này. Theo mắt 75 này. Rồi, đỡ tay vào nha, đỡ tay chụp với anh nha. Rồi, cảm ơn sếp. Đấy. Tứ phía đều đẹp. Tứ phía nha. Mình cũng xin dừng video nhé để chuyển sang video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn anh em video sớm nhất. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé và nút chuông để nhận video sớm nhất nhé.